Cháy bãi xe ở trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế. Vào tối 26 tháng 10, xảy ra vụ cháy bãi xe ở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đóng tại phường An Đông, thành phố Huế, khiến nhiều xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. Đến 22 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng, trơ khung. Được biết, ngọn lửa bùng phát tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều xe máy bị hư hỏng, các cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa, nhiều phương tiện bị hư hỏng, trơ khung. Sau vụ xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.